theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Những quả nét đã được trả lên, nhưng đây là một pha solo kill mà tôi đồ rằng là NamC sẽ không có lợi thế khi mà giáp mũ chàng này đã hỏng, nhưng lút về là cực kỳ nhanh với một cái giáp 2 và mũ 2 mới có thể cường skill được rồi. Vậy đi với chúng bên mình, họ đang lựa chọn là hold để chờ cho các thành viên của team Shaper eSport mất bình tĩnh. Em nghĩ rằng tình huống này thì các thành viên bên phía đi dưới mình hoàn toàn làm được, nhưng Shaper hãy cùng thể xem khả năng combat của họ là như thế nào đây. Và LongK là quyết định đẩy lên luôn rồi. Đây là đấu trí chứ không phải đấu tay. LongK hãy cẩn thận nha. LongK vị trí này nào đó là tình huống sấy của LongK, đặt tâm tương đối tốt, bắn đi được cho bên phía team Shaper eSport mất nửa máu. LongK đang làm gì đây, gây rất nhiều footstep. Đây là một đấu trí, LongK nên cẩn thận và IQ 500 knock out cho mình vị trí của Tinoi PPT, lợi thế cho mình rồi. Vẫn là muốn đẩy IQ 500 bị knock out, và đó là vị trí Kim Siva đẩy vào đến tận LongK, bắn tốt và đó là hai mạng dành cho LongK. Double kill dành cho vị trí của LongK trong pha thi đấu vừa rồi, đúng hơn đó là triple kill với mạng của SixSack Mark Sonert, cùng với đó là vị trí của Kim Siva, 3 kill dành cho LongK. Và bây giờ thì Cerberus, đội tuyển chúng ta tưởng chừng như là sẽ gãy sớm thì bây giờ lại đang nằm ở trong top 3 đội tuyển cuối cùng. Quả nét của Fuji nó không cho Hải Saki làm thêm bất kỳ một điều gì cả. Daystreet Gaming cùng với LG Divine, đội tuyển nào sẽ giành cho mình cái top 1 đầu tiên trận thi đấu này? Góc thì đang là đẹp hơn của Daystreet Gaming, lượng người là như nhau, nhưng LG Divine họ không có nhiều đồ như cái đội tuyển Daystreet Gaming, cực kỳ nhiều smoke mask cũng như là molotov được trả ra. Tôi nghĩ là Daystreet Gaming sẽ có được cái top 1 điều này. Đấy là anh Việt Anh nghĩ chúng ta hãy cùng chờ đợi xem nào. Rất nhiều tốc độ giải ra, di chuyển men theo sườn đồi lên các đội tuyển của mình để né tầm nhìn đến đội tuyển phía Divine, nhưng Levis đã nhìn thấy chưa? Levis mất thông tin rồi, không còn thông tin nữa, hết rồi và thôi xong rồi. Nhưng NamC và đó là Fuji, một tình huống NamC lên tiếng tốt và giải tỏa áp lực dành cho vị trí của Levis. Chỉ còn lại duy nhất cái tên Flash mà tôi không thể tin được, trong một tình huống mà Levis anh ta định bị miss hoàn toàn cái lượng thông tin của mình thì NamC lại giúp cho Levis nhẹ gánh hơn. Flash đẩy vào, Flash đang chịu áp lực vòng bo và đó sẽ là Flash phải nằm xuống. Top 1 dành cho LG Divine với 5 kill.